làm sao khi khát đói gió trăng có sẵn, làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp phụ phàng, làm sao giết được người trong mộng, làm sao giết được người trong mộng. Kìa Mai Đình, em từ chỗ ông Tùng tới phải không? Anh Trí, ông Tùng nó có nói gì bệnh trạng của anh không? Trời ơi, cho tới bây giờ người ta vẫn giấu bệnh trạng của anh, trong khi sức khỏe của anh đã mấy lần bình phục. Người ta muốn anh phải xa lánh loài người, người ta muốn anh phải cô độc. Anh Trí, Mai Đình đang lý ra những lời lẽ này anh không nên nói với em. Dù gì thì em cũng từ Quy Nhơn lặn lội vào đây, làm sao anh có thể quên được. Em đã dành giùm tiền mua giấy mực cho anh làm thơ. Bài thơ đó em có giữ ở đây không? Có à. Bài thơ năm cũ đâu rồi, cho anh xin lại quãng đời ngây. Giấy xét nghiệm kết quả pháp y, Nguyễn Trọng Trí đã bị phong cùi. Trời, anh Trí, Chúa ơi, Chúa đã trừng phạt con rồi. Tại sao người ta không nói thẳng với tôi là tôi bị bệnh cùi? Tại sao người ta cố tình đưa giấy xét nghiệm cho Mai Đình mang tới? Tại sao anh Trí? Anh Trí ơi, kể từ nay anh không còn hàng bạc tử ba tiếng đó như trận bão kinh hoàng vừa thôi. Vào lòng sa mạc làm sụp đổ tiêu tan những thành quách uy nghi, trầm mặc giữa điêu tàn. Trí ơi, sự nghiệp thế nhân nằm trong số kiếp mơ già càng rồi đây. Tử khi anh trở về sống lại với quê hương gần nửa đời người, anh phiêu bạt tha phương, anh đã bỏ quên cái tên mình trong trí nhớ, cái tên mà quê hương không còn xa lạ và đã sâu trong lòng và của Mai Đình. Mai Đình, em đang hờn trách anh cũng phải không? Tại mà anh đã tệ bạc với em suốt một quãng đời con gái. Trời ơi, từ Quy Nhơn vào đây em chỉ mang theo có món quà nhỏ nhỏ. Còn để lại trong
tàn phế, anh xin nhận về làm bảo vật. Chắc chẳng còn ai đến đây mà giành giật, không lẽ đời em mãi chịu thiệt thôi. Tri ơi, em đang đứng cạnh anh đây, bài bóng nông nơi em mới tìm được một niềm vui nhỏ nhỏ. Mai Đình ơi, em đừng nói gì nữa. Mai Đình ơi, Mai Đình ơi, em đừng nói thêm lời nào nữa cả. Đầy đủ lắm rồi ý nghĩa của cuộc hội ngộ quá đau thương. Hàng mặt tử thì là một bức danh mà người đời có thể lãng quên khi nguồn thơ đã cạn. Khi anh không còn tâm huyết ca tụng những dần trăng tháng, khi anh chỉ là một bé nhân giữa kiếp sống tận nguyện. Bất diệt là cái tên huyền trọng trí của anh đã bỏ quên. Em đem nó vào hồn trinh cất giữ. Ngày xưa em đợi em chờ sự thật, bây giờ anh nói tiếng yêu em. Dạ, yeah. Cảm ơn nghệ sĩ tạo cái cảm hứng. Giữ. Ngon.